Dân thưởng, em nghe giải thích. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, anh không cần phải giải thích với em. Xin lỗi dân thưởng, anh không ngờ mọi chuyện sẽ thành như vậy. Nếu cô ấy đã mang thai con của anh thì hãy đối xử tốt với cô ấy. Chúc anh hạnh phúc. Tinh Trần, thế này là dịp cô nương sao vậy? Là anh có lỗi với cô ấy, anh cũng đừng lo lắng quá. Thế này đi, con gái với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Em đi khuyên cô ấy giúp anh. Diệp cô nương, Diệp cô nương, Diệp cô nương, Diệp cô nương à, Diệp cô nương, các người là ai? Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh. Bao trúc, đi, đuổi theo cho ta. Đó, Nguyệt Ảnh. Từ lần đầu tiên người tới y quán, con đã rất thích người. A Giao từ nhỏ đã không cha không mẹ, thường nghĩ nếu ở bên cạnh có trưởng bối như người, thường xuyên dạy dỗ thì tốt biết bao. Tôi vẫn luôn một thân một mình gần ấy năm. Nếu cô đồng ý, có thể làm đầu đệ của tôi. Tốt quá. Từ đây trở đi, người chính là cha mẹ tái sinh của A Giao. Sư phụ bảo con làm gì, con làm cái đó. A Giao xin cúi lại người. Tinh Trần, Tinh Trần, nhanh, sao vậy? Nguyệt Ảnh bị thương rồi, mau cứu cô ấy. Theo tôi qua đây. Dân thưởng, dân thưởng, dân thưởng, dân thưởng à. Sao rồi? Mấy người vào trước đi. Được, đi. Cô không sao chứ? Tôi muốn lén đột nhập vào thần mộc, nhưng bị đối phương phục kích. Sao cô lại ngốc như vậy? Cô làm như vậy sẽ mất mạng. Tôi muốn lấy quả thánh giúp anh, nhưng không thành công. Nào, để tôi bôi thuốc cho cô. Nào, cẩn thận. Dân thưởng, dân thưởng, em đi đâu vậy? Không cần anh lo. Cô sao rồi? Tôi thật sự ngưỡng mộ Diệp Dân Thưởng. Có người đàn ông yêu cô ấy. Tôi dìu cô đi bôi thuốc. Tinh Trần, Nguyệt Ảnh sao rồi?
Cô ấy bị thương rất nặng, trúng đạn, còn trúng phải kịch độc. Kịch độc. Độc tố trong người cô ấy, tôi đã loại bỏ rất nhiều rồi. Nhưng một phần độc tố đã ngấm vào huyết mạch, không thể loại bỏ được. Độc tố gì? Ta chưa từng gặp loại độc này, nhưng rất có thể là loại độc mới do những người Đức kia sáng chế ra. Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh, hãy kiên trì, Nguyệt Ảnh. Em không thể có chuyện gì được. Em có chuyện gì thì anh phải làm sao? Hãy kiên trì, kiên trì chống đỡ. A Hổ, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cách cứu cô ấy. Nhất định sẽ có cách. Nhất định có cách mà. Nhất định sẽ có cách. Ngày mai rốt cuộc chúng ta cử ai ra đấu? Để tôi. Được, không được. Cô đã bị thương nặng, không đánh được bọn họ đâu. Vậy để giáo sư Han lên đi. Tôi sao có thể làm được? Chuyện này do Kiều Chính Khôn đồng ý thì ông ấy nên đứng đầu. Nói dớ dẫn. Hiện giờ trong người tôi có bệnh. Vậy sao ông còn đồng ý với bọn họ? Cậu đi. Em. Đùa gì vậy? Em bị đau bụng, em đi vệ sinh đây. Cậu. Yên tâm. Nếu tôi đã đồng ý với họ thì sẽ tự có cách. Chấn Thiên, con tỉ giỏi với họ. Đừng để anh ấy đi. Sức khỏe anh ấy không tốt, đổi người khác đi. Yên tâm, anh thừa sức đối phó với họ. Anh có thể bớt chém gió trước mặt phụ nữ được không? Cũng chưa biết ngày mai họ sẽ phái ai ra thi đấu. Tốt nhất là một tinh trần. Như vậy tôi có thể giúp dân thưởng đập cho anh ta một trận. Mong ngày mai anh ấy không đấu. Mọi người, giờ tôi sẽ công bố quy tắc cuộc thi. Thứ nhất, không chịu trách nhiệm. Nếu đánh chết, đánh bị thương. Thứ hai, thi một một, không ai được giúp. Thứ ba, không được sử dụng ám khí. Lấy việc một bên đào, đánh ngã xuống đất, không đứng lên được. Họ bị đánh ngã khỏi sàn đấu để quyết định thắng thua. Bắt đầu.
dùng ám khí. Đừng! Chứng thiên! Vu Tuấn đã chết. Bây giờ ta tuyên bố Kiều Chấn Thiên chiến thắng. Đợi đã, tại sao các người lại dùng bom? Anh ta phạm quy không tính là thắng. Làm gì có chứ. Kiều Chính Khôn quy định đấu võ không thể dùng ám khí. Kiều Chấn Thiên không dùng ám khí, cậu ta quang minh lấy ra. Đúng, dám cược dám nhận thua. Sư vô sĩ, nếu như các người đã không từ thủ đoạn thì ta cũng không quan tâm tới quy tắc. Anh họ Chấn Thiên, Kiều Chính Khôn, ông không muốn con trai ông chết thì lập tức dẫn người rút lui. Nếu ông dám động tới sợi tóc của con trai ta, ta nhất định sẽ biến tộc thần mộc biến thành tro bụi. Kiều Chính Khôn, chúng ta nói rõ ràng không phải như vậy. Thực hiện ở đây là đối tượng để chúng tôi nghiên cứu. Tôi không cần gì cả, chỉ cần quả thánh. Quả thánh có thể được cho các người, nhưng thần mộc có rất nhiều loại bệnh. Quả thánh đã biến mất rất nhiều, chỉ còn lại một quả thánh. Lấy ra cho ta, cho ta thời gian 3 ngày. 3 ngày sau ta nhất định sẽ giao quả thánh tới tay của ông. Được, chỉ cần ông làm được, ta lập tức sẽ lui binh. Nếu ông dám lừa ta, ta nhất định sẽ săn bằng cả tộc thần mộc các ông. Đau quá. Đau, đau. Không gãy xương chỉ là bị rạn nhẹ thôi. Nghỉ ngơi cho tốt là được. Cũng không phải là chuyện lớn gì. Đau. Đau. Anh còn nói là đau được. Tự mình khoe sức. Đau chết anh cũng đáng. Anh đã thành ra như vậy, em còn nói anh. Nói tới đây tôi lại bực mình. Rõ ràng anh nói chấm dứt tại đây. Tại sao lại giết người? Không biết còn bao nhiêu người chết trong tay các người nữa. Tránh ra, tránh ra. Chấn Thiên, sao cô lại tới đây? Tới bồi thuốc cho anh. Cảm ơn cô. Có danh nhân từng nói, anh phải tìm một người yêu anh, chứ không phải người anh yêu. Chính Thiên, tại sao anh lại không trân trọng em?